Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Kenny đây. Hôm nay là một cái video mình quay để mình khoe những thứ mình đã mua được trong cái mùa lễ tạ ơn. Với lại sau lễ tạ ơn là cái ngày Black Friday vừa rồi. Thì bên đây là nó là ngày thứ 6 đen á. Là thường nó sale rất là nhiều thứ. Rồi sau ngày thứ 6 nó có Cyber Monday, nó còn sale nhiều thứ nữa. Nhưng mà cái Cyber Monday thì nó chỉ sale lại những thứ mà ý là còn kiểu tồn kho của 3 ngày bán cuối tuần của nó thôi. Nên mình đã đi mua vào thứ 6 luôn. Thì nó sẽ được cái không khí và được cái kiểu hàng mình mua nó sẽ không có bị hết nhiều. Thì mình không có mua được gì nhiều lắm, nhưng mình chỉ mua được những thứ mình cần. Mình mua một cái AirPod và một cái Apple Pencil. Apple Pencil thì mình đã có để mình xài cho của mình rồi. Nhưng mà cái này lát hồi mình sẽ kể chuyện sau. Mình sẽ tập trung vào cái này trước. Tại sao mình mua cái này? Là tại vì mình đã xài cái AirPod cũ này mấy năm rồi. Và mình đã bị mất một bên rồi. Chỉ nghe được bên phải thôi. Bên trái nó không được nghe. Với lại lâu lâu nó bị mát mát nữa. Kiểu như nó kết nối. Nó bị theo sao á. Mình cũng chả hiểu nữa. Nên mình đã có dự định mình mua cái AirPod Pro Second Generation này lâu lắm rồi. Nên mà bây giờ mình đợi sale nó giảm được cỡ 50 đô à. 250 còn 200, nên mình đã mua nó. Giờ cũng chưa bốc hộp luôn. Mua từ hôm qua tới giờ chưa bốc hộp để bây giờ quay video cho bạn xem mấy bốc hộp này. Mình đã gỡ được ở trên rồi, nhưng mà mình gỡ tiếp. Chắc là hoài. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bốc hộp. Thì nó sẽ có cái này. Mình nghĩ thì ai cũng biết rồi. Nó sẽ có cái AirPod. Ủa, lấy ra sao ta? Thảy ra. À đây. Quay dậy. Đây rồi. Ui, nó có sạc nữa à. Nó cũng có dây sạc, nhưng mà nó không có cho cái cục sạc nha mọi người. Sạc vẫn là cổng Lightning. Nhưng mà cái đầu vô nó là Type-C. Mình cũng có cái cục chạc rồi nên không sao. Ok. Thì nó có thêm cái phụ kiện mà cho vừa cái lỗ tai nữa. Mình cũng nghe nói là có như thế. Ok nha. Bây giờ mình sẽ move on qua cái Apple Pencil và mình sẽ nói là tại sao mình mua nó. Mình mua cái này để tặng cho một người bây giờ thì là bạn rồi. Lúc trước thì mình còn định hè này về mình sẽ mua một cái combo Apple Pencil này với lại một cái iPad cho bạn nó nữa. Nhưng mà không biết là với cái những gì đã xảy ra giữa tụi mình thì không biết hè này mình có mua tặng bạn nó được không. Nhưng mà mình muốn là tụi mình sẽ tiếp tục. Nên là mình mua cái này để mình giống như là có cái động lực, có cái suy nghĩ là mình hè này mình sẽ kiểu giống như tiếp tục làm tiếp tục cái mối quan hệ tụi mình đã từng làm với nhau. Nên là mình quyết định mua nó để mình giữ ở đây. Hơi ho tí. Nói chung là cũng không có buồn gì lắm đâu. Thì mình mua để chủ yếu để mình quyết tâm để mình tiếp tục cái mối quan hệ này với bạn đó thôi. Còn nếu mà bạn đó không muốn tiếp tục thì mình cứ có hai trường hợp là mình có thể bán lại hoặc là mình có thể đưa bạn ra cái này không cũng được. Cũng không sao. Tại vì mình cũng có ý định là hè này cũng gặp bạn đó mà. Là mặc dù có chuyện gì đi nữa thì mình cũng sẽ gặp. Thì mình có thể đưa hoặc là mình có thể không đưa. Nói chung là như vậy. Thì cái này là 130 thì vẫn sale 50 thì còn không. 120 mấy thì nó sale khoảng 450 thì nó còn khoảng 890 thì mình mua. Tại mình cũng đã search giá rồi. Lúc mà cái giá 100 mấy là bên Việt Nam đã mắc hơn bên đây rồi. Nên mà mình khi mà mình thấy nó sale thì mình mình mua luôn để cho người đã nói rồi đó, để tặng cho cái bạn đó. Ok, đó là những thứ mình đã mua được trong cái ngày lễ này.
Mình không có quay lại những cái trải nghiệm mà mình trải nghiệm với gia đình, kiểu như ăn uống này nọ các thứ, lễ tạ ơn này nọ, tại vì nó khá là kiểu như đông người rồi kiểu các kiểu ấy, mình không thích quay nhiều. Với lại ngày lễ tạ ơn ngày thứ năm đó là mình có qua nhà bạn mình chơi, thì mình ngồi mình chơi mình nói chuyện với nhau thôi, rồi mình ăn uống này nọ chứ mình không có quay. Với lại bữa đó mình cảm thấy cái mood của mình không được vui lắm nữa, nên mình đã không có quay được nhiều. Nên hôm nay mình chỉ quay được những cái khoe với bạn xem là những thứ mình mua thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé.